Hello, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thuộc loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Chuyển quay Hero 2, let's go. Wow. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì các bạn cùng khám phá tựa game thứ hai, Witcher Room. Let's go. Ok. Bảy lượt. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Nhầm rồi. Oh my god. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ ba, Evil Dawn. Let's go. One day. Let's go.
không có gì. Ok. Mình sẽ lên trên này xem. Let's go. Rồi mình sẽ đi gột rửa cái này và sẽ lấy một sợi dây. Cậu ta là ăn mất một sợi dây điện. Let's go. Okay. Ở đây không có gì. Cửa này thì không mở được. Ok. Rất là kinh hãi luôn. Xìa lúc. Thank you.
Rồi mình sẽ sang phòng này tìm lại xem có gì không. Một mang súng đã này. Đắp cho đủ thành cái súng nào. Ok, let's go. Ok, bắt buộc các bạn phải tìm cách để mở một lấy một chiếc chìa khóa nữa thì mới mở được cái này ra. Còn nếu không thì sẽ rất khó để mà thoát ra được. Và không biết chìa khóa đó ở chỗ nào. Mình sẽ cho cậu bé này ngủ mất một phút nào. Cậu ta đâu rồi? Let's go. Trên người cậu ta không có gì. Rồi, và mình xin phép chuyển sang game thứ tư. Let's go. Slender Zilla, Zancella. Ok. Ok, let's go. Bây giờ thì mình sẽ đi bên phải đi. Tới game này thì các bạn phải đi tìm 8 quyển sách. Và khi các bạn tìm đủ 8 quyển sách thì các bạn sẽ thoát ra khỏi cái mê cung này. Một mê cung có một con ma. Wow, chỉ khi xuất hiện con ma rồi, sợ thật. Wow, 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 let's go. Ok, đi vào sâu bên này xem. Oh my gosh. Ok, let's go. Ok, tiếp tục đi nào. Mình mới tìm được một quyển sách thôi. Quyển sách thứ hai. Wow. Đúng là một mê cung. Oh my gosh, đi cho ta xuất hiện chỗ nào, vào đây. Giờ ok. Let's go. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm 8 quyển sách là các bạn sẽ thoát ra khỏi cái mê cung này, thoát ra khỏi con ma này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Batman Brown. Let's go. Yahoo!
tìm đối thủ nào. Ok, let's go. Anh chàng này có vẻ rất là khỏe này. Không biết mình có chiến đấu được không? Cho anh chàng có sẵn ra. Boom, mình đi nổ rồi. Oh my god. Chúng ta tấn công tiếp. Bây giờ chiến thuật của họ là gì? Họ sẽ tăng cái này. Ok, let's go. Thắng rồi. Rồi, và mình sẽ sang được game tiếp theo. Evil Nun. Horror game. Let's go. One day. Okay. Gì ở đây? Ok, một sân bóng rổ. Cửa đây mở này.
rồi bảo toàn xong rồi. Oh my gosh, wow 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 wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Butcher, vào đây. Let's go. Rồi mình sẽ sang từ game tiếp theo Butcher X. Play, let's go, new game. Continue. Okay, let's go. Ông này bị què mất một chân, cụt một tay, nhưng ông ta rất là hung dữ luôn. I need this. Nhưng mà khi ví dụ như các bạn để ông ta nhìn thấy các bạn thì ông ta chạy rất là bình thường, còn khi không thì ông ta sẽ lại đi như kiểu là bị thọt chân. Nó ghép thành một mã code 068145. Let's go. Ok. Rồi, rồi, rồi. Rồi mình sẽ kéo vào đây. Chapter 2. Bây giờ xem ông ta làm đâu. Oh my gosh. You die quick. Ông ta chạy rất là nhanh luôn. Oh my gosh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.